Chào mừng các bạn đến với website blogruble.com. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một contact form để cho user có thể submit một cái nội dung gì đó và gửi mail vào email của chúng ta. Thì trên màn hình là một cái contact form mà tôi đã tạo. Thì đây là tôi sẽ nhập thử, đó là họ tên, email, website, nội dung thì ta có thể nhập một đoạn văn và submit. Thì sau khi submit thì nội dung này nó sẽ gửi email vào trong một cái email mà tôi đã setting. Để tôi vào email. Thì đây là email mới vừa submit. Đây là nội dung. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Thì đầu tiên thì chúng ta cần phải login. Và ta sẽ cần phải cài một số module. Đầu tiên là module web form. Đây là module web form. Thì module web form này sẽ cho chúng ta có thể tạo ra một cái web form, add các cái field vào. Và module tiếp theo đó là module HTTP Authentication Support. Module này sẽ hỗ trợ cho chúng ta gửi mail. Thì cách cài cũng rất là đơn giản, các bạn có thể download về bỏ vào thư mục module và chỉ cần enable nó lên thôi. Công việc tiếp theo sau khi cài module đó là ta sẽ vào add content và ta sẽ add một cái web form. Thì sau khi cài module thì nó sẽ tự động tạo cho ta một cái content type là web form. Ta sẽ add một cái web form, ở đây là tên, là form này là form phần body này. Thì ta sẽ nhập một cái đoạn văn bản giống như là trên cái form tôi đã tạo trên đây. Thì đoạn văn này là ở trong cái body. Sau đó thì ta sẽ save lại. Và sau khi save thì nó sẽ hiện ra một cái trang, đó là trang add field. Thì ở đây ta sẽ add field, đó là ví dụ như là field name. Thì name thì là test field và field này mandatory, là tức là field này phải được nhập. Ok, và sau đó là một vài cái default value, tức là value nó sẽ hiện default value, tức là value sẽ hiện ra khi mà hiện sẵn ở trong cái field này. Vâng, và width là chiều dài của field test này và prefix là có thể là một dấu gì đó, ví dụ như là đô la hay là dấu yên, dấu Việt Nam đồng gì đó. Còn body là ví dụ như là bạn có thể nhập, bạn có thể hiện ra một cái dấu kg hay là phần trăm hay là mét ở đằng sau cái field. Label thì none, tức là không có hiện, và inline tức là nó sẽ hiện label ở trên cùng một dòng với lại cái field, và above thì nó sẽ hiện ở trên như thế này, dạng như thế này. Disable tức là sẽ không cho user có thể thao tác trên cái field này. Và private tức là field này sẽ chỉ hiện cho những cái user nào mà đã login thôi.
Ghê bà, sau đó là sale. Tiếp theo là có thể là gender. Tôi sẽ xài một cái select. Và description là option, tức là ở trong cái field select đó thì đây là ta sẽ nhập giá trị, tức là không thì nó sẽ hiện lên cái gì, không thì là F. Ok thì không là male, còn một là female. Và tôi sẽ chọn cái này là list box. Sau đó thì ta có thể xem thử. Đây là tên và gender. Thì ở đây nó đang là một cái list box, tôi sẽ sửa nó lại. Đây là male và female. Ta có thể add thêm một số field nữa, ví dụ như là email. Email. Và field này mandatory sale. Email. Sale và đây là email và một số field nữa, ví dụ như là comment. Thì đây là một cái test area. Ok, và chúng ta đã tạo ra một cái form, tạo xong một cái form. Thì bây giờ thì ta có thể submit thử. Đây là email. Rồi thì đây là submit, nó đã submit xong rồi và go back. Thì nhưng mà chúng ta chưa có setting cho nó là một cái email để cho nó gửi mail vào. Thì sau khi submit thì nó có một, đây là cái sau khi submit thì nó có một submit sẽ lưu vào trong result. Đây đây là cái submit mà ta vừa mới submit. Ta có thể edit lại. Và như vậy chúng ta đã tạo xong view, thì bây giờ chúng ta sẽ setting cho cái form này một cái email để cho nó có thể gửi mail vào. Thì ta sẽ vào phần email và nhập vào đây là email. Ở đây thì email subject, tức là subject của email nằm đây. Và email from address, tức là cái địa chỉ sẽ gửi mail tới. Default name, tức là cái tên của người gửi.
Vâng, và phần này phần nội dung ta có thể chỉnh sửa một chút xíu gì đó ở đây. Sale. Bây giờ ta đã tạo xong một cái email để cho cái form này nó sẽ gửi email vào. Thì công việc tiếp theo là ta sẽ phải cấu hình cho phần SMTP. Thì để cấu hình cho phần SMTP thì ta sẽ vào cái phần config module SMTP. Thì module SMTP Authentication Support này thì hồi nãy ta đã cài rồi, và bây giờ ta sẽ vào config. Và đây là SMTP ở field server thì ta sẽ nhập vào là smtp.gmail.com, và field port thì 587, và ta sẽ chọn TSL cho phần protocol. Sau đó thì các bạn cần phải có một cái địa chỉ Gmail, và ở đây là ta có thể send thử một cái email để test. Vâng, và đây là cái thông báo mà chúng ta vừa send thử một cái email để test, thì đã có một cái email gửi tới. Đây là cái email mà chúng ta vừa test, tức là nó tức là SMTP nó đang hoạt động. Và sau khi cấu hình xong như vậy thì ta đã có thể submit cái form này và gửi mail. Và bây giờ ta sẽ thử, đó là log Google test email 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 submit. Sao lại chưa có mail ta? Ta sẽ vào xem thử submit thì nó đã submit rồi. Ok, và nó hơi chậm một tí thì bây giờ nó đã có email rồi đi. Demo và test email, log Google test email thì nội dung này chúng ta mới vừa nhập. Và trong đây thì nó còn một số cái cấu hình nữa ở form setting, thì ta có thể nhập một cái confirm message, tức là sau khi submit thì nó sẽ hiện cái câu câu thông báo gì ra. Và confirm by thì ta sẽ có thể chỉnh là no no redirect, tức là submit xong thì nó sẽ ở lại trang trang cũ. No redirect, và tôi sẽ chọn no redirect và tôi sẽ demo cho các bạn xem. Còn đây là một số cái limit mà user ta sẽ set ở trong đây và cho user. Đây là role thì user nào có thể submit, và một số cái setting nữa thì các bạn có thể từ từ tìm hiểu. Sale và bây giờ tôi sẽ submit lại thử. Đó, thì sau khi submit xong nó sẽ ở lại trang trang form này luôn, nó không có hiện đi đâu nữa, nó không có redirect đi.
Vào video này thì chúng ta đã tìm hiểu được cách tạo ra một cái web form để gửi mail và cấu hình cái HTTP Authentication Support. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào tạm biệt các bạn.